Chào bà con nha, hôm nay thì con K700 xin bìa nè, cốt đặc nè, ga 85 nè, đẹp cực kỳ bà con ơi. Quá trời bóng hới luôn, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Alo, nói gì anh ha? Rồi, để em hỏi liền cho, để em nói liền, chờ em chút. Rồi. Đây K700 ga 85. Máy đẹp cực kỳ bà con ơi, bóng hới luôn. Quá đẹp luôn. Coi máy nha. Cái sơn này còn quá đẹp bà con ơi. Con này chưa xài nhiêu luôn nè. Quá trời đẹp. Này chịu khó rửa nó đẹp mà con. Góc bác này là rửa nó đẹp luôn nè. Tem bọng nó còn nguyên luôn nè. Quá trời đẹp, bóng hới luôn. Ga 85 là 8,5 nha bà con. 2450 vòng trên phút. Tesla là 508 cm khối. Tốc độ giữ số quay tối đa nó cực đại là 2540 vòng trên phút. Này mà tôi lẹ bà con, máy còn khá đẹp nè. Con trắng nữa ít xài rồi con, con trắng ít xài nè. Khá đẹp. Đèn đuốc còn đầy đủ nha. Hồi ảnh tích quay thử rồi con coi nha. Đây, dàn sới K85 xin bìa đây. Nó đẹp luôn mà con ơi. Tay cầm rồi chi si còn trắng tươi nè. Rồi ít xài nè. Khá đẹp luôn. Xin bìa luôn nha. 18 lưỡi luôn. Còn sới vẫn 8 tấc, xin bìa 18 lưỡi. Sơn bóng của nó còn bóng hới luôn nè. Quá đẹp. Lóc đá còn hình vàng luôn nè. Quá xanh luôn. Ồ, bánh chớ còn đẹp mà con. Con này xin tỏ ít xài, bánh chớ còn đang mung luôn, còn xanh dần luôn nè. Quá đẹp mà con này đẹp lắm nè. Vì mà con chỉ khó chùi rửa lên là đẹp mà. Ốc ác còn xanh như là ok nè. Tới cái cốt còn xanh như là ít xài nè. Cốt con này ít xài nữa mà cốt còn xanh dần luôn nè. Cốt xanh dần luôn mà con, cái nó ít xài nè. Alo. Ở Sóc Trăng Sài Gòn hai chỗ á. Đúng rồi. Nó khoảng đúng rồi. Cái con này còn đẹp lắm bà con ơi. Cốt bọng nó ít xài là còn xanh vàng nè. Sơn còn khắc đẹp, lưỡi bọng khá đẹp, tháo bự nè là con ít xài rồi con. Này 18 lưỡi luôn nè, xinh bìa luôn. Bánh bọng nó còn nguyên luôn nè. Cái cặp PC vẫn tươi, cái này vẫn tươi nè. Ít xài. Coi còn đẹp nữa. Tỏ xài của con ơi. Ga đẹp ha, bóng hới luôn nè. Khá đẹp. Đẹp cực kỳ không? Con này đẹp lắm. K700 ga 85. Máy đẹp cực kỳ rồi con ơi, coi cái máy nha. Tay bay gin đồ còn luôn nè. Quá đẹp luôn. Tay bay gin đồ còn mà con. Mà chưa xài nhiêu đâu, ốc bát mới chắc. Khá đẹp. Không hới. Bà con có nhu cầu alo nè, 0886356707. K700 xin bìa. Tay quay ghi luôn. Chiều ảnh tích chạy thử cho con coi. Tay quay ghi nó luôn. Ok luôn. Dài cục cục ghi đúng nó quay đã lắm con.
À, bà con nào có nhu cầu alo nha. 088 635 6707. Xin bìa bà con, khá đẹp nè. 6 số luôn. 6 số tới và 2 số lui. Số vô rất là nhẹ nhàng bà con ơi. Số rất là nhẹ nhàng. Số rất là nhẹ nhàng. Số dê mảnh dê chậm nè, tặng chậm tặng mảnh nè. À, số sới chứ. Bữa nè, cắt co sới nè, sới nhanh sới chậm nè. Số rất là nhẹ nhàng. Số rất là nhẹ nhàng rồi con. Con này còn ít xài lắm. Nói chung cái nhật cái là nó cũng bền, nhân ít xài là nhật ít xài là mình xài được nhiều hơn à. Con trọng lóc rồi còn xanh quá trời luôn. Vô còn trắng là ít xài nè con. Rồi bà con nào có nhu cầu lâu nghe 0886356707. K700 xin bìa, K85, 80.5. Đẹp cực kỳ bà con ơi.